Thiên thần Emily thật dịu dàng và ngọt ngào. Cô may một chiếc áo đầm trắng cho cô nàng nha. Bộ trang phục có một chiếc áo ren và một cái váy bồng bềnh làm từ vải thuyên kim tuyến. Những chiếc lông vũ trắng của các vị thiên thần được đính lên tấm vải mỏng. Cắt một ít vải nhung và cố định quanh eo cậu ấy. Các sợi kim sa lấp lánh trong ánh mặt trời kìa. Chiếc choker ren trông thật xinh xắn trên cổ của bạn. Còn có cả đôi cánh ba chiều sau lưng nữa chứ. Trên đầu Emily có một vần hào quang chiếu sáng. Emily yêu thế giới xung quanh. Cô bé thiên thần này đối xử tốt với mọi sinh vật sống. Và bé cực thích bay lượn qua các tầng mây nữa chứ. Emily đang tìm một cuốn lịch dương để kịp nhìn ngắm hoàng hôn. Không thể bỏ lỡ cảnh tượng như thế này được. Amber đến xin các nhà tạo mẫu của Lalilu giúp đỡ. Việc nối tóc sẽ giúp có một mái tóc bồng bềnh đầy sức sống. Dùng nơ đỏ để làm áo hở vai. Cùng với đó là kim cương giả để cho đủ bộ. Chiếc váy đính kim sa của cô bé sẽ bốc lửa đây. Ý tưởng quá tuyệt. Phần đuôi váy dài làm từ vải thuyên đỏ đen nhìn y như ngọn lửa vậy. Nặng những chiếc sừng cong cong và phủ một lớp sơn acrylic đỏ lên trên. Một cặp sừng đặc biệt là phụ kiện quan trọng nhất với mỗi em ác quỷ mà. Son môi đỏ sao? Lựa chọn đỉnh đó Amber. Tụi mình có cả nhũ mắt cùng màu nha. Cậu là khách VIP của tiệm Lalilu mà. Giấy xốp chỉ là một phần nhỏ của đôi cánh thôi. Một vài chiếc lông tạo nên độ bồng hoàn hảo. Chúng chịu được lửa, bởi Amber lúc nào cũng rực cháy cả. Nàng thiên thần bóng đêm thần bí, cực kỳ hung mạnh đó nha. Amber là chủ nhân của tòa lâu đài rực lửa và của cả thế giới bên kia. Cô nàng còn là một người trị vì thông thái và quyền lực nữa đấy. Làm cây đũa phép từ một thanh tre. Càng nhiều sơn màu bạc thì càng tốt. Cuốn một cọng kẽm quanh toàn bộ thanh tre. Trên phần đỉnh là một đôi cánh kim loại. Một viên pha lê siêu to khổng lồ sẽ mang lại sức mạnh thần kỳ cho cây đũa phép. Nhiệm vụ của Emily là giúp đỡ hành tinh của chúng ta. Cô bạn theo dõi sự chuyển giao giữa các mùa và đảm bảo thiên nhiên hoạt động theo đúng quy luật của nó. Bạn chỉ cần quơ đũa phép vài lần và mọi thứ sẽ bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Những bông hoa trong vườn đang nở rộ kìa. Emily giúp mỗi chồi non phát triển đến khi bé nào cũng xanh tươi mơn mởn. Lily, có phải em vừa nhìn trộm đó không? Khi em lớn lên, em muốn trở thành người như chị á. Chắc chắn rồi. Và em sẽ có cây đũa phép của riêng mình. Em chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi. Mỗi nữ hoàng đều nên có chiếc ngai vàng. Sơn màu vàng đồng lên chiếc ghế tựa. Viền mặt sau của chiếc ghế trên miếng bìa cứng. Sau khi phủ một lớp vải đen lên phần tựa lưng, chiếc ngai vàng sẽ nhìn siêu xịn luôn. Lớp bông nhồi bên trong càng làm chiếc ghế thêm mềm mịn. Ray băng đính kim cương bao phủ chỗ gác tay. Mặt sau có những viên pha lê đỏ sáng chói như ánh ban mai. Các viên đá lấp lánh xuất hiện đầy trên ghế luôn. Chiếc ngai vàng được bao phủ bởi những món đồ trang trí thật tinh tế. Chiếc ghế như vậy rất hợp với phong cách của Amber. Ánh lửa đang bập bùng khắp tòa lâu đài bóng tối. Xung quanh lâu đài là những vạt độc dược. Thư viện thì bị mạng nhện phủ kín. Cậu không ngờ là mình xuất hiện đúng không? Đừng lo, cậu rất được hoan nghênh. Mình sống ở đây, phải, nó thoải mái, ấm áp. Không như đám mây của Emily. Ôi trời. Và giờ mình uống xong ly cocktail này là phải đi rồi. Mình có chuyện phải làm. Hãy làm một chiếc vòm thiên đàng nha. Chiếc khung phải thật chắc chắn và sặc sỡ. Emily đã chọn những vật trang trí tốt nhất. Chiếc ri băng với mấy cục bông mềm mềm, ren, ri băng đính kim sa, quả mọng trắng, vài bông hoa dễ thương và hạt pha lê. Lắp các miếng hỗ trợ làm bằng thạch cao. Mấy trái bành xốp khiến cho chiếc vòm trông thật kiêu diễm. Và các đám mây nhồi bông nhắc chúng ta nhớ là mình đang ở tận trời xanh. Emily đến để tuyên bố hoàn thành công trình. Chiếc vòm trông thật tuyệt. Tất cả những vị khách của bầu trời đều sẽ đi qua cánh cổng này. Lần tới mình sẽ mời Amber và giới thiệu cô bạn với em gái Lily của mình. Hãy
khăn giấy là vật liệu hoàn hảo để tạo nên quyển sách ma thuật. Gấp đôi các tờ giấy đen, thêm trang vào. Chúng phải được cố định thật chắc, không thì quyển sách sẽ mất hết quyền năng đó nha. Trang trí trang bìa với một chiếc khung kim loại, sơn nó thành màu đen. Ở giữa trang là một vòng tròn Trinity. Tất cả các trang chứa đầy thần chú được viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ bí mà con người không thể nào đọc được. Ác quỷ cũng phải bảo vệ bí mật của mình chứ. Cô nàng biết được mọi ngóc ngách bí mật của thư viện phép thuật. Có hàng ngàn quyển sách bí truyền trong này à nha. Amber vào đây để luyện tập kỹ năng làm phép. Sách của mình đây. Thôi, bắt đầu nào. Muối biển, nanh rắn, tai phù thủy, ấm bà là con cốc nhảy ra. Hoan hô, làm được rồi. Đinh quan tài, ông vàng, khủng long sẽ đến bên nàng. Mệt chết tôi. Mình sẽ hô biến ra bạn mình vậy. Mình đến đây bằng cách nào vậy ta? Chắc là lạc đường khi đang bay lượn giữa tầng mây rồi. Emily, sao mình làm được gì nè? Amber vẫn chỉ là yêu quái tập sự thôi. Vậy mà đã mạnh đến nỗi biến của bạn thành chú ngựa pony trắng mà không cần làm phép gì cả. Thảm họa thật rồi. Cái này đâu có ở trong sách. Biến ngô, táo, suất cây, biến cô ấy trở lại như trước đây đi. Hiệu nghiệm ha. Kỳ lạ quá. Đi bộ một vòng nha, mình cần tránh xa mấy thứ này ra. Đối với tác phẩm tiếp theo, chúng ta sẽ cần một vài đám mây kim tuyến. Một mảnh giấy xốp sẽ làm tăng độ dày dặn cho đám mây. Rất nhiều cuộn giấy dài đã được chuẩn bị sẵn cho Emily. Đây là danh sách những người sẽ được lên thiên đàng. Kho chứa các cuộn thiên thư đã đầy ắp. Có quá nhiều những linh hồn trong sáng trên trái đất. Emily đang đọc tên của họ. Thật khó để tập trung nha. Hiện tại có vô vàn rủi ro. Khi một cái tên được xướng lên thì một linh hồn được bay lên bầu trời. Ai ai cũng cần bước qua cánh cổng thiên đàng hết. Một hộp nhạc cũ có thể biến thành chiếc bàn trang điểm. Viền xung quanh một mẫu có sẵn và tạo thành mặt bàn phủ đầy kim tuyến. Chiếc gương sẽ để riêng nha. Dùng các nửa quả cầu đỏ trang trí theo hình tròn. Cắt một phần bao bì của hộp khoai tây chiên, bọc bằng giấy xốp. Chiếc trụ vững chãi này có thể chịu được sức nặng của bàn đó. Các mặt xung quanh bàn được đính tua rua. Còn mặt sau của gương sẽ là những cọng lông vũ đen nha. Chiếc bàn trang điểm lộng lẫy chính là điểm nhấn trong căn phòng của Amber. Khi cô ác quỷ của chúng ta cần sửa soạn, cô nàng tiến thẳng tới bàn trang điểm. Cô có thể chải tóc và xịt nước hoa ấm nóng yêu thích của mình trước gương. Jackie đâu mất rồi? Thường thì dây xích sẽ ở đây. Mình cần tìm nó càng nhanh càng tốt. Phải tìm khắp nơi thôi. Dùng bất kỳ vật gì có sẵn và một chiếc vòng để làm kèn. Chỉ những thiên thần được đào tạo bài bản mới có thể chơi thôi. Mấy bé chim vây quanh chiếc kèn. Chúng bảo vệ nó khỏi những kẻ lạ mặt. Cảm ơn nha, các em thật ngọt ngào. Những bé chim bay về tổ của mình. Và Emily quyết định chị sẽ chơi bản nhạc du dương nhất để cảm ơn các em. Giai điệu đã đem lại sự bình yên và hòa hợp. Nó yên ắng hơn sự tĩnh lặng và cũng vang vọng hơn một vụ nổ. Nhưng nó chạm đến những trái tim hé mở để thưởng thức. Biến một chú chó đồ chơi thành linh vật canh giữ âm phủ. Sơn nó thành màu đỏ. Vẽ một chiếc nơ đen và họa tiết trên bộ lông. Đừng sợ chú chó nhỏ này nha. Cô bé hay tò mò khi thấy người lạ, chứ không muốn làm ai bị thương đâu. Nhưng trên lưng bé là một đôi cánh kim tuyến. Amber đã cho thú cưng của mình khả năng bay lượn. Cánh vàng lúc nào cũng trông amazing cả. Bé có một chiếc vòng cổ và một dây xích. Và đôi cánh thì được phủ đầy lông tơ. Jackie là vật nuôi được Amber cưng nhất. Bé giúp cho cô nàng bảo vệ vùng đất khỏi chiếc vực sâu. Cô bạn yêu quái nhớ ra rằng mình đã không thấy mặt mũi bé cuốn đâu kể từ lúc sáng. Jackie chẳng bao giờ bỏ bữa trưa cả. Jackie, lại đây nào. Em đây rồi, bé cưng của chị. Em bị lạc sao? Ngay cả chị cũng không thể đến tận cùng âm phủ mà. Chúng ta
cuối cùng cũng được đoàn tụ. Bạn thích video của bọn mình không nào? Thế thì cho một like nha. Hãy đăng ký kênh La Lilu và nhấn chuông để có thể xem toàn bộ những ý tưởng thủ công mới nhất cho búp bê nha.